Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Phong cách Triều Lê Dĩnh tuổi 34. Diễn viên Trung Quốc Triều Lê Dĩnh được các tạp chí thời trang nhận xét phong cách ngọt ngào tuổi 34. Theo Sohu, Triều Lê Dĩnh thuộc nhóm minh tinh nổi bật nhất giới sao quốc hoa. Cô đắt sâu quảng cáo, sự kiện, đầu tư cho hình ảnh mỗi lần xuất hiện. Lê Dĩnh chuộng váy kiểu công chúa, gam pastel. Hồi tháng 6, cô dự sự kiện với thiết kế của Jam Pastita Valley. Lê Dĩnh tạo dáng với đầm Chelges Hopeka trong bộ sưu tập xuân hè năm 2022. Người đẹp sửa kiểu chuyện, mặc đầm tạo hình trái tim của Chelges Hopeka. Changsina nhận xét bộ đầm mang kiểu dáng màu sắc lãng mạn. Các tông hồng tím nhạt được diễn viên ưu ái. Lễ phục của cô thường có các chi tiết đính đá, vải pha voan hoặc lung vũ tạo sự mềm mại. Cô được trang 163, khen toát vẻ tươi mới, ngọt ngào khi diện đầm xuân hè của Mochino. Bộ váy kết hợp với nhiều chất liệu, phần lá thêu màu xanh trên nền tảng vải hồng. Cô tôn dáng với thiết kế bất đối xứng của Antonio Grimaldi. Người đẹp diện đầm cô dâu thuộc bộ sưu tập Haute Couture của nhà mốt Iuliana Shcherbina, khối hoa tai của Oscar de la Renta, diễn viên dự sự kiện với đầm ren của Dior. Cô hiện là một trong các đại sứ của Dior tại Trung Quốc. Lê Dĩnh phối đầm voan với nữ trang hình hoa. Cô diện thiết kế của Wu Pei dự sự kiện hồi tháng 3. Lê Dĩnh trong thiết kế của Chelges Hopeka. Cô gia nhập làng giải trí năm 2006 sau khi thắng giải một cuộc thi tìm kiếm ngôi sao. 7 năm đầu trong làng giải trí, Lê Dĩnh chỉ đóng vai phụ. Không ít khán giả chê cô quê mùa, không có gương mặt V-line hợp mốt, không có thế lực chống lưng, không được các đạo diễn lớn để mắt. Trên QQ, Lê Dĩnh từng chia sẻ, chỉ biết lặng lẽ đóng phim để thay đổi định kiến. Năm 2013, cô đổi đời về vai chính trong phim Lục Trinh Truyền Kỳ, tiếp đó là thành công với Sam Sam Đến Rồi, Hoa Thiên Cốt, Sở Kiều Truyện. Năm 2017, Triều Lê Dĩnh xếp thứ tư danh sách sao quốc hoa kiếm tiền nhiều nhất, nổi bật nhất của Forbes. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.